Mọi người, hiện tại bây giờ cảm giác của Trinh đang rất rất là buồn luôn khi mà phải thực hiện cái clip này để thông báo tình hình hiện tại cho mọi người biết. Đó là hai cái vị mạnh thường quân trả giá cao nhất trong buổi đấu giá sim ngày 15 tháng 1 vừa qua, lần lượt là 18 tỷ 688 và 18 tỷ 100 triệu đã không giữ cam kết khi đã không giữ cam kết của buổi đấu giá. Thì điều đó làm cho Trinh rất là bất ngờ và kèm theo đó là sự thất vọng. Vì đây là một chương trình từ thiện và một sự tâm huyết của Trinh, và Trinh đang rất rất muốn hoàn thành cái việc từ thiện này. Thì Trinh đã suy nghĩ rất là kỹ mới đưa ra cái quyết định này. Trinh nghĩ là mình sẽ không bỏ cuộc và mình sẽ tiếp tục cái công việc, cái mục đích mà mình muốn làm. Nên là Trinh sẽ có buổi đấu giá livestream đấu giá lại cái sim này. Và phương thức thì Trinh sẽ nói sau đây để cho mọi người nắm rõ. Rút kinh nghiệm của những thiếu sót đợt trước của ngày 15 tháng 1, thì phương thức tham gia đấu giá của buổi của ngày 19 tháng 1 năm 2017 sắp tới sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là vị doanh nhân nào muốn tham gia buổi livestream đấu giá sim thì phải chuyển cọc 100 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Trinh, và số tiền này sẽ được hoàn trả lại sau khi chương trình kết thúc. Và chỉ những doanh nhân nào đặt cọc 100 triệu đồng vào tài khoản của Trinh thì mới được tham gia. Bước 2, sau khi chuyển khoản thành công thì vui lòng gửi tin nhắn tham gia đấu giá vào số điện thoại 0989 999 999 kèm theo hình ảnh giấy mà mình đã chuyển cọc hoặc là tin nhắn báo đã chuyển tiền. Mức khởi điểm sẽ là 5 tỷ đồng và thời gian chấp nhận tin nhắn đấu giá là ngay sau khi clip này được đăng lên đến hết buổi livestream công bố kết quả ngày 19 tháng 1 năm 2017. Vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2017, Trinh sẽ livestream để công bố danh sách và số điện thoại kèm theo số tiền mà các vị doanh nhân cũng như là các mạnh thường quân đã trả giá. Trong lúc livestream thì mọi người vẫn có thể tiếp tục đấu giá để tìm ra người trả giá cao nhất sẽ là chủ siêu sim 0989 999 999. Và Trinh xin lưu ý với mọi người một lần nữa, đó là chỉ có những người nào chuyển tiền cọc 100 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Trinh thì mới được có quyền tham gia buổi đấu giá livestream. Chương trình đấu giá chi tiết như thế nào thì mọi người hãy xem trên status kèm theo clip này. Vì một cái Tết ấm no hơn cho đồng bào miền Trung cũng như là vì tâm huyết của Trinh, thì Trinh rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Trinh nhiều hơn nữa và hãy cùng nhau chia sẻ cái clip này để cho chương trình từ thiện ý nghĩa này được thành công một cách tốt đẹp nhất. Trinh cảm ơn mọi người rất rất nhiều.